điện trở nhiệt PTC. Điện trở nhiệt PTC như trong hình bên là những điện trở phụ thuộc vào nhiệt độ với hệ số nhiệt độ dương. Tất cả kim loại là điện trở nhiệt PTC. Tuy nhiên, với điện trở nhiệt bằng vật liệu bán dẫn, ta thấy những diễn biến bất bình thường. Theo dõi trong đồ thị bên, đầu tiên, khi nhiệt độ gia tăng, chỉ số điện trở của PTC giảm đi như bất cứ bán dẫn nào. Ở nhiệt độ khởi đầu VA, ta đạt tới điện trở thấp nhất Rmin. Nếu tiếp tục gia nhiệt, thì chỉ số điện trở gia tăng đột biến gấp cả nghìn lần cho đến điện trở cuối cùng RE. Từ nhiệt độ thiết kế VN, chỉ số điện trở bắt đầu tăng rất mạnh. Trong khoảng nhiệt độ giới hạn, điện trở PTC gia tăng rất nhanh. Điện trở nhiệt PTC chịu tác dụng nhiệt từ bên ngoài, dòng điện chạy qua PTC làm nóng PTC rất ít, chỉ nhiệt độ môi trường mới có tác dụng thực sự. Đoạn dốc giữa RN và RE là vùng được ứng dụng cho việc đo và hiệu chỉnh nhiệt độ như sơ đồ bên. Một ứng dụng quan trọng khác là bảo vệ động cơ trước sự quá nhiệt trong khoảng từ 60 độ C và 180 độ C. Qua bộ khuếch đại transistor và rơ le, điện trở PTC được gắn bên trong cuộn dây, ngắt điện của động cơ khi nhiệt độ cho phép của cuộn dây động cơ bị vượt qua. Với điện trở nhiệt PTC tự làm nóng, dòng điện đi qua sẽ làm nóng đến nhiệt độ mà lượng nhiệt tỏa ra cân bằng với năng lượng điện được đưa vào. Khi nhiệt độ giảm xuống, điện trở giảm đi và do vậy, dòng điện đi qua điện trở nhiệt PTC sẽ tăng và công suất thu vào sẽ gia tăng. Nhiệt độ của PTC sẽ gia tăng trở lại. Ngược lại, khi nhiệt độ gia tăng, công suất của PTC sẽ giảm đi. Khi đã đáp được gia tăng, công suất của điện trở PTC gia tăng, nó sẽ nóng lên, do vậy điện trở sẽ gia tăng và làm dòng điện giảm đi. Trong một vùng khá rộng, công suất của PTC gần như không phụ thuộc vào điện áp. Do tính chất này, người ta dùng điện trở PTC như một phần tử nung có nhiệt độ ổn định. Ta có sự gia tăng dòng điện do điện trở giảm khi điện trở nhiệt PTC tự làm nóng được làm mát bằng một môi trường khác, ví dụ như hình bên là trong môi trường dầu. Các ứng dụng của điện trở PTC trong cơ chế tự làm nóng có thể kể đến một vài ví dụ như sau: bảo vệ quá tải hay bảo vệ ngắn mạch đối với các động cơ nhỏ và cuộn dây của rơ le bằng cách mắc nối tiếp với điện trở nhiệt PTC, đo dòng chảy trong chất lỏng, cảm biến đo mức chất lỏng, chỉ thị chỉ số giới hạn việc cung cấp dầu nhiên liệu trong bồn.